Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy Ezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Next Summon nhé anh em. Và chúng ta tiếp tục đi tiến hóa mấy con thú của mình. Thì mình vừa mới xem được cái con này ấy, thì nó sẽ level rất là cao nó mới tiến hóa được. Oh my god, thế thì thôi, thế thì ta sẽ đổi một con khác ha. Ta sẽ run, con này sẽ được mang đi đâu đó. Có hai con có thể tiến hóa rất là nhanh á, database đây này. Chúng ta sẽ tiến hóa con Vulazi, nó sẽ tiến hóa ở level 16 anh ạ, chỉ ở level 16 là nó sẽ tiến hóa rồi, hoặc là Velocity, bên cái team cũng chỉ level 13 tiến hóa rồi anh em ạ. Ok, ấn vào team này, ấn vào Vulazi này, swap lên trên này, đấy, được chưa? Thế thế ổn không anh em? Quá là ổn áp luôn nhờ. Rồi đấm nhau thôi. Con này thì mình cũng không xoắn lắm. Con Vulagi này là một con rất là mạnh anh em ơi. Rất là khỏe luôn. Đấm nhau thì tao cũng không xoắn gì mày cả, tức là nhá, 26. Ok anh em, đang level 8. Con này có 3 dạng thì phải anh em. Chắc 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 cú có 3 dạng. Ôm một con Ray này. Bắt được không nhỉ? Bắt thì cũng được, nhưng mà đây anh em hoàn toàn có thể là bắt sau cũng ok ha. Nhiệm vụ chúng ta vừa đánh vào nó tèo đi á, xong thì sao? Ui, slip rồi, nó đấm mình mới tỉnh dậy được. Mà khi mình đã tỉnh dậy rồi thì chúng ta lại đấm nó để bắt nó thôi, để tiêu diệt nó thôi. Ok, lên level không? Đánh một con lên một cấp anh em ạ. Có một chiêu ZZ, có một chiêu Sleep. Đánh đây khá tốt anh em ơi. Ở trong cái thế giới đánh khá là ổn à. Camoleon. Ui, miss rồi. 10. Ok, hợp lý chưa? 13, 41. Nó sút cho mình một cái. Khá thốn nhỉ. Chắc là mình cứ luyện đi á. Luyện để con này tiến hóa đi nhá. Thủ máu miết nó được đều được tăng cường nha anh em. Khá ổn đấy. Con này 16 à, 16 đã tiến hóa anh em nhé. Cho có một chiêu du ngủ nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết lắm đâu. Rơi đá, đây là chiêu rơi đá. Rơi đá này xuất phát bàn chân này, bàn chân thúi. Sắp lên level 11 rồi anh em. Như vậy là còn khoảng 4 hay 5 level nữa thôi là chúng ta sẽ được Fan Fru để 30. Đá giấu tay à. Phát này thì sẽ lên cấp anh em ạ. Trừ khi là đánh xịt là tỷ lệ theo chết thôi. Nhưng gần như là không anh em. Mấy con này khỏe anh em. Đánh ổn phết nhờ. Chỗ này cày cày cuốc tốt phết anh em ạ. Phát phơ 35 à. Đánh phát nữa nhờ. Hét ra tiếng sét 25. Ok chưa? Quá ổn luôn nhờ. Đây là đâu? Con chim anh em ạ. Một con chim gõ kiến. Mình chỉ cần cây lên 16 thôi. Xong rồi chúng ta sẽ cùng xem xét sau này thì tiến hóa thì sẽ như thế nào đấy. Không có quan trọng. 12 rồi. 4 level đấy nha anh em. 4 level thôi là chúng ta sẽ tiến hóa là con Vulogy à. Xong mang đi đấu gym cũng các kiểu là đẹp. Ok không bạn. Đấm nhìn cái khá thốn à. Thốn nè. Thốn với chúng tôi nè. Không bạn ơi. Không làm thế được đâu, không đánh thốn được đâu nha. Chắc chắn rồi. Đây, trong này có gì đây? Một con Fan Fru. Lại thêm một con Fan Fru nữa. 13 rồi. Sắp lên. 32.
Snake Eye. Ok anh em, một con Chimes gì đó, con sóc anh em ạ, con sóc Ray ạ. Mình nên bắt nó cũng được anh em ạ, con sóc Ray này thì tôi chưa sở hữu sao anh em, tôi cứ ném về nhà đó. Rồi chúng ta sẽ cho hai con này, có một thêm một con nữa cũng đẹp, được anh em nhỉ. Đó thì được phết nhờ. Ok cho con add to party cũng được à, mấy con này thì nói sau thì level thấp quá, level quá thấp. Come and learn. Cái cuốc thì sẽ mất tầm 10 phút xong rồi mang, xong rồi đi tìm cái gì đó để đánh thôi. Một đấm này, chỗ này đấm là chỗ này đánh là vừa sức nhất với mình rồi anh em, chẳng có chỗ nào vừa sức hơn đâu. Nhưng thực sự thường là mấy con này thì nó khá là trâu, đi đấu khá chết luôn ạ, sợ thật sự luôn. Sắp lên 14 rồi, còn 2 cấp nữa thì tiến hóa nha. Cái này hay, mình thích ở cái này là nó sẽ có cái phần gọi là cấp độ tiến hóa, nó hay ở chỗ đấy, nó không như kia, hay hơn khá nhiều ý. 33 vừa up là vừa 14 rồi. Ok let's go, đang level 14 rồi anh em ơi, vào trận nào. Lại là một con gì đấy. Được nhỉ, một này, một đấm này, 34 này, thấy chưa, nó sắp lên level 15 rồi, sắp lên level 15 rồi, cố lên nào. Một đấm nữa. Fail. Một đấm là 32. 15 rồi anh em ơi. Sắp tiến hóa rồi. Yes. Chứ qua con kia tận level 32 em tiến hóa thì đúng là trò đùa thật. 32 tiến hóa thì đúng là không biết là bao giờ mới lên được level 32. Chứ level 16 thì quá nhanh anh em ạ. Level 16 thì siêu nhanh. Mình cứ quay đi quay lại chỗ này là mình sẽ lên level thôi. Easy game. À, ném đá mặt mình như vậy. Ném đá mặt tôi thì tôi phải đấm thôi. Chi point. Còn 2 máu nữa. Cào nhau. Cào nhau này, 32 đam. Ok, 16 rồi. Con kia sẽ là tiến hóa nhá. Anh em ạ, từ con cáo á. Từ con cáo con à. Thôi hai con gì? Ấy chà chà, được phết nhờ. Cáo chỉ tay anh em ạ. Cáo chỉ tay 5 ngón. Thì nó sẽ hơi lâu ấy. Con cáo như buồn cười à. Vulpest. Con này là Vulpest nhỉ. Mình chỉ tưởng tiến hóa thành Blaziken hay là cái méo gì đấy rồi, nhưng không phải. Nó là Vulpest anh em ạ. Và con này sẽ tiến hóa dạng 3 ở level 32 nha. Nhưng nhìn nó khá là buồn cười ấy. Tôi nhìn nó buồn cười quá. Không bao giờ 32 cơ anh em. Còn lâu nó mới tiến hóa lên được cấp độ tiếp theo anh em nhá. Vulpest nhìn cho buồn cười. Thôi cũng được, con cáo lửa. Bây giờ bắt thêm con gì đấy nhỉ? Trong thiên nhiên rất là nhiều con à. Anh em ạ, có thể bắt thoải mái được. Mình biết là còn rất là nhiều con anh em có thể bắt. Tẹt.
Ui chết rồi, gặp ngay thám tử rồi anh em ạ. Thám tử Sherlock Holmes ở đây rồi. Ô, gặp ngay Luffy mũ rơm đây này. Anh em thấy không? Thanh niên đang ngậm cái tăm kìa. Có phải là Luffy mũ rơm kìa. Trên kia lại là cốt truyện rồi. Thôi mình sẽ hôm nay đi luyện tập, đi đánh các kiểu cho đẹp mà. Ôi, ok anh trai. Anh đứng đây thì làm sao em vào được? Không vào được luôn ạ. Quỳ luôn ạ. Chịu luôn. Ê. Đúng là chịu luôn, đúng là quỳ luôn ạ. Mình có thể mua thêm ít poison hoặc là mua thêm ít gì đó. Mình có thể là quay lại cái hang động, trong hang động có khá nhiều loài loài xịn sò đấy mà chúng ta chưa bắt được bao giờ ấy. Thì mình đi thôi. Ok lên đường nào. Ok lên đường. Cái này là con đã bắt được rồi này. Hôm qua con bay bắt được rồi anh em ơi. Ngon à. Chúng ta sẽ cho tiến hóa một loạt. Một loạt các con ha. Ấn vào đây. Ấn vào team. Ấn vào Velocity. Swap vào đây. Thế phải về hồi máu chứ. Đúng không? Muốn luyện cho Velocity thì chắc chắn là phải hồi máu rồi. Đây này, đây nhà hồi máu đây. Đây là nhà hồi máu. Đây là nhà bán chứ, nhà con mèo chứ. À không, nhà hồi máu thật anh em ạ. Muốn tiến hóa thì nó chỉ cần level 13 thôi là sẽ tiến hóa rồi. Khá nhàn. Phải nói là khá nhàn. Được rồi, đi thôi, lên đường nào. Chúng sẽ bắt mấy con ở bên này luôn. Nhưng các con thú trong này đẹp thật sự luôn ạ. Ok, cho bác con chim mình nhá. Một chiêu mới có chết được không? Ui, very effective chết luôn ạ. Velocity khỏe thế. Một Velocity sẵn là mình level 11 rồi. Đừng coi thường. Ok, một con rất đẹp anh em ạ. Con này sợ sẽ chết mất. 28 à. Có chiêu đánh nhẹ nhẹ không? Ai à, nghe phết nhỉ. Ui hồi hồi. Con Prey thì đã định để bắt nó mà cuối cùng là coi là đánh được chết rồi. Con chuột ạ. Đấy, còn một máu rồi à. Raptapon anh em ạ. Đây con Raptapon. Bắt con Raptapon này cũng được à. Bắt được, có thể bắt thì ok được. Không vấn đề gì. Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng xảy ra cả. Thì bắt nó khá là dễ. Etupati. Bỏ một số con đi anh em. Rồi. Được rồi, đi thôi. Rồi đi thôi. Velocity, cái này khá khỏe, nó khắc chế được cái sấm sét của chúng ta anh em ạ. Cái gì? Khắc chế sấm sét thì đúng là hơi bị thốn rồi. Chú unlock được một cái skill ạ. Như vậy là cũng ok ha. Con này sao tiến hóa chứ? Thì bạn ơi. Ui, hệ này không khắc chế anh em ạ. Con mèo đẹp phết nhỉ, con sư tử này đẹp. Nó ra con hổ đúng không? Không phải cái... Effective anh em. Not effective. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục thôi.
chúng ta sẽ sang đây để đấu với ai đây? Lại là con Fan Fru này. Đừng khắc hệ nó đâu. Chắc không có thể là con Hello, Hello Kitty này không khắc hệ anh em ạ, nên nên chạy đi, chạy. Chạy được. Hello Kitty. Chắc cần phải tăng máu trước khi đi đấu con này. Đúng rồi. Rồi thì có lẽ là chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.